Bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên. Biên kịch Mai Anh Cúc. Đạo diễn Hoàng Tổ Quyền. Chế tác Tống Bội Dân. Giám chế Lý Dĩ Dân. Với sự tham gia của các diễn viên Quách Kiến Hoa trong vai Kim Nguyên Bảo, Đường Yên trong vai Ngọc Kỳ Lân, Vương Dương trong vai Liễu Văn Chiêu, Cống Mễ trong vai Giang Hiểu Nguyên, Hoàng Minh trong vai Cố Trường Phong cùng một số diễn viên khác. Tập 32. Thiếu gia, tôi đã điều tra rõ rồi. Ba đỡ ở ngay chỗ làm này. Điều có chắc không? Chắc chắn. Chúng ta vô thôi. Được. Ta biết Bảo Bảo ở chỗ nào mà. Ta biết chứ. Bảo Bảo đang ở chỗ kia kìa. Nó đang ở đó. Bảo. Bà là bà Lưu à? Ta biết Bảo có Bảo nhận ra ở ta đâu không? Bảo ở chỗ nào? Ở đây. Bảo, ta biết Bảo ở đâu. Bảo kìa. Nó kìa. Nè bà Lưu. Ngon quá. Bà Lưu à, chúng tôi do thiếu phu nhân Kim Phụ phái tới. Chúng tôi cho thiếu phu nhân Kim Phụ phái tới đó. Thiếu phu nhân? Đúng vậy, thiếu phu nhân đang chờ bà. Thiếu phu nhân đang chờ ta? Đúng. Phu nhân chờ ta. Chờ ta mà, chờ ta. Phu nhân đang chờ ta. Thiếu phu nhân chờ ta. Đang chờ ta. Đem bà ta và thuốc về luôn. Dạ. Thiếu phu nhân chờ ta. Bà Lưu, chúng ta đi hưởng phúc thôi. Đi gặp thiếu phu nhân đi. Đi. Đi 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 đi. Đi. Đi hưởng phúc thôi hả? Nè, bà Lưu ngồi dưỡng nha. Chúng ta quay về hưởng phúc nha. Nè, ngồi dưỡng đó. Ngồi dưỡng nha. Hưởng phúc. Về phủ. Đi, về phủ. Xe ngựa gì chứ? Hai đứa làm gì vậy đại cẩu nhị cẩu? Có một cái xe ngựa chở bà Lưu đi đâu mất rồi. Kỳ lạ mà, tối vậy rồi bọn họ dẫn bà Lưu đi tới kinh thành để làm gì chứ?
Đã đem người tới rồi. Tới rồi. Đại nhân. Ta biết được. Bà Lưu, chúng ta tới rồi, hưởng phúc thôi. Bà Lưu. Nè, bà Lưu, vô đây. Nè, đi theo bà Lưu à. Nè, ngồi đây đi. Vô đây. Đây, ngồi đây. Ngồi xuống đi. Người là người tốt. Đúng vậy bà Lưu, ta là người tốt. Ta là bằng hữu tốt của thiếu phu nhân. Bằng hữu tốt. Đúng vậy, có chuyện gì cần nói với thiếu phu nhân thì cứ nói với ta. Hồi nãy bà nói bà đã nhớ được chuyện của 20 năm trước. Đó là chuyện gì? Đó là bí mật rất lớn. Bí mật gì? Nói ra nghe thử. Nhưng mà cái bí mật này chỉ có ta biết thôi. Biết thôi. Ta biết. Nước được. Nè bà Lu, uống nước đường đi hả? Chậm thôi. Được rồi. Hơn 20 năm trước, Kim tướng quân và Dương dì nương sinh được một đứa bé trắng trẻo do ta đỡ đẻ. Dì Dương nào? Dì Dương đó và Kim tướng quân là thanh mai trúc mã. Họ rất là đẹp đôi. Thái hậu đã tứ hôn, Kim tướng quân không có nghe. Sau đó phải lấy thiên kim của nhà họ Liễu. Nhưng lúc đó dì Dương mang thai rồi. Nói tiếp đi. Vào một ngày hơn 20 năm trước, dì Dương cũng sắp sanh rồi. Kim phủ mời ta qua bên đó để đỡ đẻ. Đáng tiếc, đứa trẻ mới sinh ra đời lại truyền tới tình chiến tử của Kim tướng quân từ Tiền Trường. Tội cho đứa trẻ đó, vừa sanh ra đã không có cha. Rồi sau đó? Con chim sẻ nhỏ. Sau đó thế nào? Bà nói đi. Sau đó dì Dương thế nào? Còn đứa nhỏ đó nữa? Không còn. Bà nói ta nghe, chút nữa ta cùng hát với bà. Công tử à, không còn. Coi ra bà ta lại phát bệnh rồi. Đau lòng quá. Chim sẻ nhỏ. Thôi Hào, không. Công tử sai bảo chế ra thuốc cho bà ấy. Mời thầy Lan tới chữa. Không dạ. Còn A Quý, coi chừng kỹ, đừng để bà ta xảy ra chuyện. Chim yên tâm đi. Nhỏ, áo quần qua không còn mẹ. Đại nhân, kêu chúng tôi tới có chuyện gì? Lần trước kêu hai người phái người bảo vệ Ngọc Đại Nương. Gần đây có người tới làm phiền không? Không có, gần đây vô cùng yên bình. Được, các người tới núi Nga Mi đón Ngọc Đại Nương về đây. Nói là ý của ta và thiếu phu nhân đón bà ta tới kinh thành này ở. Dạ. Cây trâm này là nương tử ta thường dùng ở núi Nga Mi. Đưa nó cho Ngọc Đại Nương, bà sẽ tin tưởng các người. Nhớ kỹ, bảo vệ Ngọc Đại Nương đàng hoàng, an toàn của bà ấy là trên hết. Dạ. Dạ. Còn nữa, các người tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, chỉ có ba người chúng ta biết. Đã rõ. Về đi đi, chú ý an toàn. Dạ, dạ. Đã sắp xếp xong rồi. Thôi Hảo canh chừng bà điên đó, ngày nào cũng cho bà ta uống thuốc. Tốt. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy có hơi kỳ lạ. Ý của đại nhân là? Từ lúc ta bước vô Kim phủ, ta đã hoàn toàn không biết có một bà gì chứ. Không lẽ bà điên nói càng sao? Bà ta nói đều là thật. Chỉ là Kim phu nhân đã xóa chuyện cũ này, làm cho không một ai biết. Người 20 năm trước ở Kim phủ, bà ta chỉ lưu lại Cố Đại Nương, người thân tín nhất.
Sao lại như vậy chứ? Trong này nhất định có vấn đề. Đại nhân nói rất đúng. Mùa đông hơn 20 năm trước, Dương Dị Nương sinh ra một đứa bé trai. Bây giờ nghĩ lại, Nguyên Bảo cũng được sinh vào lúc đó. Nếu đứa trẻ đó mà không chết thì tính ra sẽ cùng tuổi với Kim Nguyên Bảo. Nhưng bây giờ đứa trẻ đó đang ở đâu? Đúng vậy. Mà chuyện kỳ lạ đó là Ngọc Kỳ Lân đã không ngại đường xa chạy tới Đông Lộ Hà tìm bà Lưu là vì muốn làm rõ chuyện của 20 mấy năm trước. Một thôn nữ cô nương có quan hệ gì với dì Dương chứ? Liên quan gì tới chuyện dì Dương sinh con? Cô ấy phí công sức chính vì muốn biết chuyện này hay sao? Kỳ lạ. Chuyện 20 năm trước, Ngọc Kỳ Lân vẫn chưa ra đời. Ngoại trừ là do dì Dương phái người tới thăm dò. Dương, Dương và Ngọc chỉ khác một nét chấm. À Quý, bây giờ ngươi đi tới núi Nga Mi đón Ngọc Thị về đây. Ngài nói đó là dưỡng mẫu của Ngọc Kỳ Lân. Là bà ta. Ngươi cứ nói là thiếu phu nhân sai người tới, nói núi Nga Mi bây giờ không an toàn, đón bà tới kinh thành ở tạm. Dạ. Chuyện này vô cùng quan trọng, không được xảy ra sơ suất. Ngài cứ yên tâm, tiểu nhân hiểu. Ta có một dự cảm, ta sắp bắt được một bí mật động trời. Cái bí mật này còn kinh động hơn chuyện Ngọc Kỳ Lân quán đổi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Có ai không? Có ai đây không? Ngọc Đại Nương, có ai không? Ngọc Đại Nương, Ngọc Đại Nương, Ngọc Đại Nương, Bá Trung, trên đó có ai không? Không có ai. Ê, quên coi, bên đó có người kìa. Chúng ta hỏi thử đi. Đại ca, xin hỏi người nhà này đâu rồi? À, hai người hỏi Ngọc Đại Nương hả? Dạ đúng, dạ đúng. Ờ, đúng vậy, Ngọc Đại Nương bây giờ ở đâu rồi? Không phải đi với bằng hữu hai người rồi sao? Chỉ có hai chúng tôi, làm gì còn bằng hữu nào khác? Thì mấy canh giờ trước đây, có mấy người rất giống hai người, nói giọng từ kinh thành tới đây, nói chuyện với Ngọc Đại Nương rất vui vẻ. Ngọc Đại Nương nói chuyện với họ rất lâu, xong rồi thì đi với họ luôn. Ta nghe hai người nói chuyện cũng giọng ở kinh thành, còn tưởng là hai người đi cùng nữa. Bọn họ nhìn như thế nào? Nhìn như thế nào thì cũng gần giống như hai người.
hai ngày nữa ta sẽ cho muội một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy? Tới chừng đó thì muội sẽ biết. Họ cứu chúng tôi nhà nhỏ cửa thấp, không nuôi nổi thiên kim tiểu thư nhà cô. Cô làm ơn đi giùm đi. Mẹ à, mẹ đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đối xử với Hiểu Quyên như vậy chứ? Mẹ Quyên nói đúng lắm. Muội nên đi rồi, để khỏi liên lụy Quyên. Hiểu Quyên à, muội đừng đi mà. Mẹ à, Hiểu Quyên cũng chưa làm điều gì sai, tại sao mẹ lại đối xử như vậy? Nếu cô ấy thật sự chưa làm sai chuyện gì, bây giờ đã là thiếu phu nhân của phủ này, con càng không thể giới tới. Nhưng tụi con thật lòng yêu nhau mà. Nhìn con đi, đã mê muội tới mức độ nào rồi. Mẹ thấy cô đừng thật lòng đối với con. Cô mà thật lòng với con, mẹ con ta đều phải chết. Muội đi, đừng nói nữa. Trường Phong, Quyên hãy bảo trọng, muội đi đi. Hiểu Quyên à. Nè Hiểu Quyên. Trường Phong, con quay lại cho mẹ. Cái thằng con bất hiếu này, con quay về đây cho mẹ. Đúng là tức chết. Cái gì? Chúng ta tới trễ một bước rồi. Người dẫn bà ấy đi, hắn ta cũng nói giọng kinh thành. Bị họ đi trước một bước, bây giờ bà ấy nhất định đã bị đem giấu ở chỗ nào trong kinh thành. Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai người lập tức đi tiến hành lục soát bí mật ở kinh thành. Sự việc quan trọng nhất định không được để lộ ra, hiểu chưa? Đã hiểu. Hiểu. Nguyên Bảo, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? À, không có gì, là chuyện nha môn tra án. Các người đi làm đi. Dạ. Xem ra gần đây kinh thành không yên ổn. Đúng vậy, chưa trừ kẻ ác, làm sao mà thái bình được. Hiểu Quyên, Hiểu Quyên, Quyên bảo muội ra đi. Hiểu Quyên à, muội nghe ta nói có được không? Ta biết điều là lỗi của ta, muội đừng đi có được không? Điều tại ta, muội đánh ta đi có được không? Muội đánh ta đi, đánh ta đi. Ta thay mẹ ta xin lỗi muội, muội đừng đi có được không? Mẹ Quyên nói không sai, thân phận bây giờ của muội sẽ đem tới tai họa cho Quyên. Ta không sợ họa gì hết, ta không sợ gì hết, ta chỉ sợ muội rời khỏi ta. Muội nghĩ coi, nếu muội đi rồi ta phải làm sao đây? Nếu như muội đi rồi, Quyên chỉ là đau lòng nhất thời. Nhưng nếu muội ở lại, Quyên sẽ gặp quả sát thân đó. Để muội đi đi. Hiểu Quyên à, ta không cho muội đi, ta không sợ quả sát thân gì hết. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên muội. Hiểu Quyên à, muội đừng đi có được không? Muội nghe ta nói đi. Muội coi Kiều Nguyên Bảo là người thông minh như vậy, Quyên ấy sẽ không để Ngọc Kỳ Lân có chuyện. Chỉ cần Ngọc Kỳ Lân không có chuyện, chúng ta cũng sẽ không bị sao hết. Hiểu Quyên à, muội đừng rời xa ta có được không? Hứa với ta đừng đi mà. Một bên là Hiểu Quyên, một bên là mẹ tôi. Quyên kêu tôi nên giữ bên nào đây? Đều là người tôi yêu quý, tại sao không thể chung sống hòa thuận chứ? Chuyện này không trách mẹ Quyên. Tình hình bây giờ phức tạp, đa phần đều không ai chịu được. Không phải bất kỳ ai đều có thể khoan hồng đại lượng như mẹ ta. Đúng vậy, phu nhân chính là phu nhân. Vậy sau này Hiểu Quyên phải nhờ Quyên chăm sóc rồi. Không thành vấn đề. Nhà của ta giờ so với nhà Quyên hòa thuận hơn nhiều rồi. Mẹ thấu tình đạt lý, muội ấy cũng hiểu chuyện. Nhà của Quynh tốt rồi, yên tâm đi. Quynh coi mẹ ta đã có thể chấp nhận Kỳ Lân, ta tin là chờ sau khi sóng yên biển lặng, cố đại nương nhất định có thể tiếp nhận Hiểu Quyên. Yên tâm đi. Thiếu phu nhân tới rồi. Lưu trưởng thôn, ta đang có việc tìm ông đây. Bệnh của bà đã lưu, phải nhờ ông chăm sóc bà ấy rồi. Nếu như ông có việc gì yêu cầu thì cứ nói với ta. Còn về việc trước đây, ông cứ nói với bà Lưu. Những chuyện quá khứ đó, bây giờ ta không muốn biết nữa. Thiếu phu nhân, nhưng mà... Chuyện gì vậy? Tiểu nhân chính là vì chuyện này mà tới. Nói thật ra, bà Lưu đã mất tích rồi. Mất tích rồi? 3 ngày trước, chúng tôi tới để đưa thuốc, nhưng tới đó thì không thấy ai hết. Tôi sợ có chuyện gì, nên phái người đi tìm, nhưng mà tìm không thấy ai. Sau đó thì đại cẩu nhị cẩu nói, có mấy người lạ mặt đã đánh xe ngựa, họ bắt bà Lưu đi mất rồi. Bọn họ nhìn như thế nào? Hai tiểu tử đó nói không rõ ràng. Không đúng, chuyện này nhất định có nguyên nhân quan trọng.
Vậy có biết bọn họ đi đâu không? Hai đứa trẻ đó nói xe ngựa chạy theo hướng kinh thành đó. Kinh thành? Dạ đúng. Tôi nghĩ bà Lưu bị lừa tới kinh thành, bây giờ phải làm sao? Cho nên tiểu nhân nghĩ thiếu phu nhân tâm lòng lương thiện, nhất định có thể giúp chúng tôi tìm được bà Lưu trở về. Thiếu phu nhân, tiểu nhân xin người đó. Lưu trưởng thôn, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Bà Lưu bị bắt, chuyện lớn như vậy, ta nhất định sẽ lo. Đà tạ thiếu phu nhân. À Phúc. Thiếu phu nhân. Thiếu gia ở đâu? Gọi tới chỗ phu nhân rồi. Mau đi gọi thiếu gia. Dạ. Ông đừng gấp, ta với Nguyên Bảo sẽ điều tra liền. Đà tạ thiếu phu nhân. Thỉnh an thiếu gia phu nhân. Chuyện gì vậy A Phúc? Thiếu gia, thiếu phu nhân có chuyện gấp tìm cậu, nói cậu về một chuyến. Được rồi, mẹ, vậy con xin phép đi trước. Đi. A Phúc, ngươi chờ một chút. Phu nhân có gì căn dặn? Có chuyện gì vậy? Sao gấp quá vậy? Bẩm phu nhân, là trưởng thôn Đông Lộ Hà tới, nói là ở chỗ họ có một bà đỡ bị mất tích, muốn nhờ thiếu phu nhân tìm giúp cho họ, nên thiếu phu nhân muốn nhờ thiếu gia điều tra giùm người. Là bà đỡ nào? Tiểu nhân cũng không rõ nữa, hình như nghe họ nói là họ Lưu. Đó là bà Lưu điên. Ta nghe nói bà ta điên nhiều năm lắm rồi. Tìm bà ta để làm cái gì? Mà hơn nữa, chuyện này kiếm thiếu gia thì được cái gì? Trời cao đất rộng, đi đâu làm sao mà biết được? Trưởng thôn nói ở trong thôn có hai đứa trẻ, nói là có người bắt cóc bảy tới kinh thành rồi. Hiểu Quyên, kỳ lạ, sao lại không thấy ai vậy? Không lẽ cô ấy đã biết được chuyện Ngọc Thị bị bắt? Nguyên Bảo, Quyên giúp muội tìm một người đi. Hả? Tìm ai vậy? Bà đỡ Lưu mất tới rồi, Quyên nhất định phải giúp muội. Bà đỡ Lưu? Muội nói là bà điên Đông Lộ Hà. Đúng vậy, là bà ấy. Hồi nãy trưởng thôn Lưu đã tìm tới đây. Ông ấy nói mấy ngày nay bà Lưu đang bị phát bệnh, đầu óc không minh mẫn. Hơn nữa bà bị mấy người có giọng nói ở chốn kinh thành kéo lên xe ngựa đem đi rồi. Muội đừng có gấp lên như vậy. Ta nói muội nghe, kiểu vụ án này ta gặp nhiều ở Lục Phiến Môn rồi. Muội cứ bình tĩnh lại đi. Bà Lưu mất tích sao có thể không gấp được chứ? Muội gấp cái gì? Bà Lưu có liên quan gì tới muội? Bởi vì Quynh coi, bà ấy cũng là người trong trang của chúng ta, mà lại bị người khác bắt đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Chúng ta cũng từng bị bắt cóc, không lẽ Quynh có thể ngó lơ hay sao chứ? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà ta cũng rất hiếu kỳ, người bắt cóc bà Lưu đó đang mưu tính điều gì? Muội coi, bà Lưu đã nửa điên nửa khờ rồi, hắn mưu tính chuyện gì chứ? Chuyện gì vậy? Tóm lại không cần biết ra sao, đó cũng là một mạng người. Quynh nhất định phải giúp muội tìm bà ấy. Yên tâm đi, ta sẽ tìm. Vậy Quynh điều tra đi. Được. Vậy giờ Lưu trưởng thôn ở đâu? Ta đi hỏi ông ta một chút. Ông ấy chờ Quynh ở ngoài cửa. Được rồi, muội yên tâm đi. Người muội quan tâm ta nhất định sẽ lo liệu hả? Hả? Nè, đi đâu vậy? Ba người hả? Nói giọng kinh thành. Dạ. Sao các người biết được bọn họ đi về phía kinh thành? Thiếu gia, đại cậu từng đi học đọc được chữ, nó nói trên cục đá dứt là kinh thành, nên không có sai đâu. Vậy người trên xe ngựa có tướng mạo ra sao? Quần áo của họ thế nào? Có ai từng gặp không? Đại cậu nói với tôi, mấy người đó nó không biết. Bọn họ muốn có được thứ gì từ chỗ bà Lưu đây? Đúng vậy thiếu gia, cậu nói rất đúng. Những người này bắt cóc đi một bà điên, bọn chúng âm mưu cái gì chứ? Được rồi, ông đừng lo quá. Chuyện của bà Lưu này ta biết cách xử lý. Con thỉnh an mẹ. Đã là người nhà rồi, không cần phải xa cách như vậy. Ngồi đi. Nguyên Bảo đâu? Quynh ấy đang tra án giùm con. Bà Lưu mất tích rồi, bị người khác bắt cóc. Bà Lưu nào chứ? Chính là bà Lưu đang sống trong trang của Đông Lộ Hà, từng hầu hạ trong phủ của chúng ta đó. Mẹ, mẹ nhận ra bà ấy. Trên dưới Kim phủ nhiều người hầu, có bao nhiêu trang viên, làm sao ta nhớ hết được?
còn con nữa, đúng là không hiểu chuyện. Nguyên bảo một ngày nó phải điều tra bao nhiêu vụ án, bây giờ còn phải tiếp quản sở quân khí, một người phải làm hai chuyện rồi. Con là thê tử, con không hiểu được sự chất giả của nó. Chuyện tìm người nhỏ nhặt này mà cũng làm phiền tới nó. Mẹ, một mẹ người sống sờ sờ giữa ban ngày ban mặt bị người ta bắt đi, làm sao là chuyện nhỏ được? Huống hồ Kim Nguyên bảo chàng là một bổ khoái, đây vốn là bổn phận chức trách của chàng. Ở trong trang, nếu có bà đỡ nào bị mất tích thì trưởng thôn có nhiệm vụ đi tìm bà ta. Nếu mà tìm không được thì nói với quân binh trong thôn một tiếng là được, không cần phải để thiếu gia Kim phủ ra tay. Nhưng dù sao đây cũng là thôn của chúng ta, chúng ta phải nên quan tâm họ mới đúng. Chuyện gì cũng phải phiền tới Nguyên bảo thì Nguyên bảo nó không mệt chết mới lạ. Nhưng mà cái gì? Ta nói không điều tra là không điều tra nữa. Không điều tra, có tra án không là quyết định của bản thân Nguyên bảo. Con không biết tại sao mẹ lại mẫn cảm với chuyện này như vậy đó. Vậy thì ta hỏi ngược lại con, ở kinh thành một ngày có biết bao nhiêu người mất tích, tại sao con lại có hứng thú đối với chuyện bà Lưu mất tích? Dù sao người mất tích thì phải đi tìm. Nếu con đã kêu ta một tiếng mẹ thì phải biết tôn trọng trưởng bối. Ta đã nói với con rồi, cái chuyện nhỏ này con đừng có quản. Không lẽ mẹ không muốn bà đỡ được tìm thấy hay sao? Con nói như vậy là sao? Bà đỡ mất tích, tại sao mẹ lại ngăn cản không cho điều tra chứ? Thiếu gia, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Phu nhân với thiếu phu nhân hai người cãi nhau rồi. Hả? A Phúc, ngươi tiễn trưởng thôn luôn. Dạ. Lưu trưởng thôn, mời bên này. Tức cười, ở trong phủ của ta, tại sao ta phải nghe một đứa nha đầu thôn nữ chất vấn chứ? Nếu mẹ không thấy lo sợ, không thấy chột dạ, tại sao khi nhắc tới bà đỡ lại nổi nóng chứ? Còn ngăn cản con điều tra, không lẽ trong lòng có gì mờ ám? Cô, có chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Mau xin lỗi mẹ ngay. Huynh cũng không thèm hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta không cần hỏi, mẹ không dễ dàng bị chọc giận. Nhất định là muội đã nói câu gì không biết phân lớn nhỏ. Muội làm gì có nói câu nào không phân biệt lớn nhỏ đâu. Muội không hề sai. Làm cho mẹ tức giận vốn dĩ là lỗi của muội. Được, vậy thì huynh hỏi mẹ, rốt cuộc thì nguyên nhân tại sao, tại sao mẹ lại không cho muội đi điều tra chuyện của bà Lưu chứ? Muội. Mẹ, con phu nhân, dạ. Nguyên bảo, đừng cãi nhau với nó, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng cãi nhau với nó con à. Mẹ ngồi xuống đi. Mẹ đừng tức giận, con thay muội ấy xin lỗi mẹ. Nguyên bảo, con xin lỗi mẹ chuyện gì? Mẹ chỉ thương cho con thôi. Mẹ thấy Ngọc Kỳ Lân chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phiền tới con hết. Mẹ nói nó mới có mấy câu, không ngờ là nó giận tới như vậy. Đều là lỗi của con, bình thường nuông chiều cổ quá. Cây cổ đi, chút nữa con sẽ bắt cổ xin lỗi mẹ. Sao mẹ tính toán với một tiểu nha đầu chứ? Nhưng mà Nguyên bảo, cái bà Lưu này là một bà già điên khùng, họ bắt bà ta để làm gì? Con thấy chuyện này thực sự rất khó hiểu. Con nghĩ người muốn bắt bà ấy nhất định là vì muốn biết được chuyện gì từ bà ta. Biết được cái gì? Chuyện này con cũng không hiểu lắm. Nhưng mà Nguyên bảo, bây giờ con là người gánh trách nhiệm, không thể chuyện gì cũng lo. Như vậy không chỉ là không làm tốt công việc mà sẽ làm bản thân mệt chết con à. Những chuyện ở bên ngoài kinh thành con đừng có đi điều tra nữa ha. Những chuyện như bà Lưu con cứ để nha môn địa phương làm là được rồi. Mẹ, những chuyện ở bên ngoài con không cần lo nữa, con tự biết chừng mực. À, vậy được rồi. Hay như vậy đi, con tự biết chừng mực mà làm. Dạ mẹ. Tiểu Thúy, ta đang nghĩ có phải chuyện của 20 năm trước đã bị nha đầu đó biết chuyện gì không? Nếu không, sao cứ nhất định phải đi tìm cho được bà Lưu? Phu nhân, người nói như vậy làm Tiểu Thúy tự nhiên nhớ ra một chuyện này. Là chuyện gì vậy? Khoảng thời gian trước khi phu nhân làm thọ yến, thiếu phu nhân còn tìm nô tỳ hỏi mấy chuyện trước đây, trong đó còn có chuyện bà Lưu đỡ đẻ cho thiếu gia nữa. Nếu như vậy thì càng có vấn đề rồi đó. Ta vẫn luôn nghi ngờ cô ta, vốn dĩ gả vô Kim phủ không phải là gả nhầm mà có tính kế từ trước. Không lẽ ý phu nhân nói không lẽ nó tới đây vì chuyện của 20 mấy năm về trước? Phu nhân, có phải người nghĩ nhiều rồi không?
Năm nay Ngọc Kỳ Lân bao nhiêu tuổi chứ? Nó thì biết được gì. Tôi thấy chỉ là cô ta hiếu kỳ chuyện của thiếu gia, rồi tình cờ gặp mà thôi. Hơn nữa nói tới bà Lưu năm đó đã từng thề độc, chúng ta mới giữ lại mạng cho bà ta. Hơn nữa bà ta cũng biết lợi hại của chuyện này, không có nói bậy đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng miệng là miệng của bà ta, mình làm sao biết được. Nghe nói bà Lưu đó bị điên rất là nặng, chắc bà ta cũng không nói được gì đâu. Cho dù có nói cũng không có ai tin bà ta. Nhưng mà bây giờ bà Lưu đó cũng đã mất tích rồi. Theo như ý của con nhà đầu đó, hình như có ai bắt cóc bà ta rồi. Ta nghĩ nếu như thật sự là như vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Thử coi, một bà già điên không còn biết gì nữa thì ai lại muốn bắt chứ? Bắt bà ta để làm cái gì? Ta sợ là có người muốn lật lại chuyện cũ, chuyện 20 năm trước. Vậy phải làm sao? Điều tra cẩn thận, tìm được bà Lưu, tìm được người bắt bà ta, điều tra nha đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì. Dạ, Tiểu Thúy hiểu rồi. Quynh làm gì vậy? Thả muội ra, làm đau muội rồi nè. Chúng ta mới về phủ được mấy ngày, muội quên hết chuyện ta nói với muội rồi hay sao? Mẹ ta vì muội mà tới tội khi Quynh cũng dám gánh luôn. Hôm nay muội cãi lại, muội không thấy quá đáng sao? Sao Quynh không hỏi mẹ đã làm ra chuyện gì chứ? Mẹ ta đã làm gì? Mẹ sống chết không cho muội điều tra chuyện bà Lưu. Mẹ không cho muội điều tra bà ta, muội liền gây với mẹ. Đương nhiên rồi, bà đỡ mất tích rồi sao không lo được chứ? Mẹ không nói không lo, mẹ chỉ là không muốn đích thân ta tra án thôi. Không để đích thân Quynh tra là không đúng. Quynh là kinh thành đệ nhất bộ khoái, không kiếm Quynh kiếm ai đây? Mẹ ta không muốn ta làm vì gần đây ta hơi bận. Tấm lòng thương xót con của mẹ có gì không đúng chứ? Chuyện gì muội cũng nói thay cho bà đỡ, muội từng thay mẹ ta nghĩ chưa hả? Muội vì một bà đỡ mà gây chuyện lớn như vậy không thấy quá đáng hay sao chứ? Muội đã từng nghĩ cho mẹ chưa? Đúng, chuyện bà Lưu quan trọng với muội vậy đó. Bất kể thế nào thì mẹ Quynh nói cái gì làm cái gì cũng đúng hết đúng không? Đúng, mẹ ta vốn dĩ làm chuyện gì cũng đúng hết. Nếu như bà làm sai thì không có Kim Phủ hôm nay, không có Kim Phủ thì không có Kim Nguyên Bảo, muội hiểu chưa? Nếu như vậy có ngày Quynh phát hiện ra bà thực sự sai thì làm sao đây? Muội đừng nói với ta chuyện này. Mẹ ta như thế nào ta biết rất rõ hả? Uổng cho ta lúc nào cũng nói tốt cho muội với mẹ. Cãi nhau rồi? Lần này coi như là lần đầu tiên cãi nhau hả? Cũng không phải vậy, cũng không biết là bao nhiêu lần. Đương nhiên không phải rồi, lần này không giống lần trước. Đây là lần đầu tiên Kim Nguyên Bảo và Ngọc Kỳ Lân cãi nhau. Thực ra giữa tôi và Quynh ấy cũng không có gì, cũng là vì mẹ Quynh ấy thôi. Kim phu nhân, nếu không phải mẹ Quynh ấy kịch liệt phản đối chuyện tôi đi điều tra chuyện bà đỡ, làm sao tôi lại cãi nhau với Quynh ấy chứ? Cho nên bây giờ tôi lại nghi ngờ chuyện bà đỡ mất tích liên quan tới Kim phu nhân. Nói như vậy cô đang nghi ngờ Kim phu nhân bắt cóc bà ấy sao? Rất có khả năng này. Đây không phải là chuyện nói giỡn đâu, không thể kết luận bừa bãi được. Nhưng tôi nghĩ như vậy đó. Nếu không phải vậy thì tôi đã nói rồi. Cô nghĩ coi, một bà đỡ điên mất tích, Kim phu nhân tại sao phải lo tới vậy chứ? Không phải vì bà đỡ biết được thân thế Kim Nguyên Bảo. Vốn dĩ là lần này bà đỡ tới nói với tôi thân thế của Kim Nguyên Bảo hơn 20 năm trước. Nhưng mà ở ngay thời điểm quan trọng mà bà đỡ tự nhiên lại mất tích. Còn hành vi của Kim phu nhân, bà chỉ giấu đi thân thế của Kim Nguyên Bảo, bà nhất định có thể làm ra được chuyện này. Vậy nên mới nghe tôi tính điều tra vụ án bà đỡ thì lo lắng căng thẳng. Hơn nữa nghe nói Nguyên Bảo điều tra lại đùng đùng nổi giận. Cô đừng đoán bậy đoán bạ, cũng đâu có chứng cứ. Bây giờ không phải tôi đang cố gắng tìm chứng cứ sao? Dù sao chuyện bà Lưu tự nhiên mất tích rất kỳ lạ. Nếu như người bắt cóc bà đỡ không phải là Kim phu nhân làm, vậy hắn cũng muốn điều tra chuyện của năm đó. Vậy nếu hắn muốn điều tra chuyện của năm đó, vậy thì nhất định liên quan tới chuyện bắt cóc. Không xong rồi. Chuyện gì vậy? Mẹ tôi một mình ở núi Nga Mi, không an toàn, tôi phải đón bà tới kinh thành ngay. Thiếu gia, có cần đi ra ngoài thăm thiếu phu nhân không? Không cần. Nói không chừng bây giờ đang trốn chỗ nào đó khóc rồi. Nếu cổ khóc thì đó không còn là cổ. Thiếu gia, cậu đi tìm thiếu phu nhân hả? Ai nói ta kiếm thiếu phu nhân? Ta ngồi đây một chút. Vậy cậu muốn đi đâu? Nếu ngươi còn dám nhiều chuyện nữa thì cẩn thận ta cho ngươi ăn gậy đó. Hả? A Phúc cẩn thận cái miệng của mình vậy. Thiếu phu nhân, người tới rồi. Thiếu gia đang tính đi tìm người đó. Nguyên Bảo, muội muốn thương lượng một chuyện với Quynh. Được rồi, nói đi.
Mùi muốn đón mẹ tới kinh thành với mình. Huynh không vui sao? Sao ta có thể không vui chứ? Ta nghĩ vào thời điểm này cũng nên đón nhạc mẫu tới rồi. Vậy chừng nào huynh đi? Thời gian này ta hơi bận. Ta nghĩ mấy ngày nữa hay nói. Không được, muội không thể chờ. Cũng cách mấy ngày nữa thôi. Một ngày muội cũng không thể chờ. Nếu như huynh không rảnh rỗi thì để muội đi là được. Ê, muội không cần đi. Tại sao chứ? Có phải là huynh có chuyện gì giấu muội? Mẹ muội có chuyện rồi. Mẹ muội sẽ không có chuyện. Mẹ muội sẽ không có chuyện. Rốt cuộc mẹ muội làm sao? Ý của ta nói là mẹ muội sống một mình lâu vậy rồi, bà ấy ở núi Nga Mi, không có sao đâu, muội đừng có lo lắng. Ê, ta đã phái người đi tìm rồi. Mẹ muội mất tích rồi. Cái gì chứ? Muội bình tĩnh đi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Mẹ muội mất tích mà lại giấu muội? Sao huynh biết là không có chuyện gì? Bây giờ bà đỡ con bị mất tích rồi đó. Chuyện này liên quan gì tới bà đỡ? Huynh giấu muội bao nhiêu ngày lại không nói với muội, lỡ mẹ muội gặp nguy hiểm thì sao? Muội biết là ta lo cho muội, ta đã phái người đi tìm rồi mà. Tìm người đâu? Có thấy không? Nếu như mẹ huynh mất tích thì huynh tính làm sao đây? Nè, thiếu phu nhân nóng lòng cũng vì lo cho mẹ thôi. Bánh bao nó mở đây. Có thấy người này không? Dạ không. Có gặp người này không? Không. Nè, có gặp người này không? Không có. Thiếu gia, trên vệ của bà Lưu đã cho người gian khắp ngõ kinh thành rồi. Ta biết rồi, phải thêm vài người nữa, nhất định phải tìm được Ngọc Thị và cả bà Lưu. Có gặp người này không? Nếu bắt chúng ta đi tìm hai bà lão trong kinh thành, thật sự là mò kiếm đáy biển. Đúng, một chút đầu mối cũng không có. Bây giờ cũng đâu phải là không tìm được gì. Ít nhất có thể suy đoán người bắt cóc hai người họ là cùng một nhóm người. Cùng một nhóm người luôn. Hai người bọn họ đều là cô quả nông phụ không hiểu chuyện đời. Điểm giống nhau duy nhất chính là có liên quan tới Kim Phủ. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Hai người các ngươi phải điều tra cẩn thận, đi nghe ngóng thêm nhiều chỗ đầu trâu mặt ngựa ở kinh thành. Còn mấy tên nhập cư nữa, coi thử gần đây ai có nhân khẩu từ bên ngoài đưa tới. Hai người còn sống vào kinh thành, chỉ cần là tên bắt cóc đó có mưu đồ, nhất định là sẽ có sơ hở. Dạ. Có gặp người này hay chưa? Có gặp không? Không thấy. Có gặp người này không vậy? Có nhìn thấy phu nhân cao như vậy, bà ấy còn có hơi mập mạp một chút. Ta chưa từng gặp, người như vậy. Ê, chào huynh. Có nhìn thấy phu nhân cao như vậy, bà ấy còn có hơi mập mạp một chút. Không thấy. Chưa từng gặp. Đi. Ê, lão đại, sao cô lại ở đây? Ê, hổ mập, mẹ ta bị bắt cóc rồi. Hả? Bá mẫu bị bắt cóc? Ai làm vậy? Ta cào nát nhà của anh. Ngươi bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc ngươi khoe tài đâu. Lão đại, bây giờ bá mẫu ở chỗ nào? Ta hoàn toàn không có manh mối, cho nên bây giờ ta tới kiếm ngươi, nhờ ngươi để ý những chuyện gần đây trong kinh thành. Chú ý điều tra thử coi gần đây có căn nhà bỏ nào tự nhiên có người tới ở, gần kinh thành cũng không được bỏ qua. À đúng rồi, còn có một bà đỡ họ Lưu cũng bị mất tích, đại khái khoảng 60 đổ lại, đầu óc không tỉnh táo. Nếu có thể tìm được người này cũng phải báo cho ta liền đó. Được, lão đại, cô yên tâm, tìm được ta lập tức báo cô. Nè, vậy ngươi phải cẩn thận đó nha. Rồi, lão đại, cô yên tâm đi, có tin tức ta báo cô biết. Chim sẻ nhỏ, quần áo hoa. Bà ta bị vậy bao lâu rồi? Sau khi từ Đông Lộ Hạ quay lại, thì cứ khùng khùng điên điên cả ngày. Quần áo hoa. Cho bà ta uống thuốc đi. Dạ. Không uống, ta không uống thuốc. Không. Ừ.